Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Máy chế biến gỗ Quốc Duy. Và hiện tại thì Vi đang có mặt trực tiếp tại xưởng, địa chỉ là 401 Tô Ngọc Vân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay Vi đang muốn review cho mọi người xem một em máy vô cùng xịn sò đây. Tên của em máy là máy khoan ngang CNC SMXK 2500-2HD CNC nha mọi người. Và em ấy có gì lợi hại mà Vi muốn review đúng không? Mọi người có thể xem nha. Một chiếc máy vừa có thể làm mộng dương nè, vừa có thể làm mộng âm, làm chốt cam, phay bản lề và ổ khóa cửa. Và với một chiếc máy mà đa di năng như thế thì nó sẽ rất là phù hợp cho những công xưởng nhỏ và vừa. Và điều đầu tiên mà Vi muốn giới thiệu đến các anh chị đó chính là cụm gia công của máy. Đây cũng là điểm nổi bật hơn hẳn những dòng máy khác. Nó là trục gia công có thể di chuyển theo phương Z nha mọi người, di chuyển lên xuống nè. Và trục Z của nó được điều khiển bằng motor servo và truyền động bằng trục vít me. Nên ngoài gia công khoan ra thì chúng ta còn có thể làm mộng âm, mộng dương và nhiều biến dạng khác nữa, cho ra độ chính xác rất là cao. Ở đây nó có hai trục gia công khác nhau nên có thể giúp chúng ta vừa khoan vừa phay nhiều biên dạng khác nhau trên cùng một chu trình chạy. Về hành trình di chuyển của dòng máy khoan ngang thì nó sẽ có 3 trục X, Y và Z được điều khiển bằng động cơ motor servo và được truyền động bằng trục vít me là đây. Và ở đây thì nó có chiều dài làm việc lớn nhất là 2500mm, độ dài làm việc lớn nhất là 120mm và độ sâu làm việc lớn nhất theo trục Y sẽ là 90mm. Hành trình làm việc của trục Z sẽ là 70mm. Tốc độ gia công lớn nhất và nhanh nhất sẽ lên đến 80m trên 1 phút. Về và làm việc thì chiếc máy này được chia làm 3 vùng độc lập làm việc với nhau. Và ngoài ra máy còn được trang bị thêm một thiết bị dò laser đó các anh chị. Và với những ưu điểm đó thì nó có thể giúp chúng ta là xác định được vị trí của phôi mà không cần mất thời gian cân chỉnh. Như các anh chị đã thấy thì chúng ta có thể đặt phôi lên bất kỳ vị trí nào trên phân vùng làm việc của nó, thì chiếc máy này đều có thể nhận ra để mà gia công một cách chính xác. Ngoài ra thì chiếc bàn này còn có thể gia công tối thiểu cùng một lúc 3 sản phẩm, 3 phôi khác nhau. Và chiếc máy này còn có một đặc điểm cực kỳ ưu việt, đó chính là thay vì chúng ta phải mất công tìm kiếm những cái chương trình phù hợp với sản phẩm thì chúng ta có thể dùng cái thiết bị quét vẽ này nè. Các anh chị có thể quét, tự động máy nó sẽ đưa ra những cái chương trình phù hợp với sản phẩm. Thật là tuyệt vời đúng không các anh chị? Về giao diện màn hình thì ở đây máy sử dụng màn hình chạm, có rất nhiều biên dạng khác nhau được tích hợp sẵn trong máy như là mộng âm, mộng dương, khoan và các biên dạng phức tạp khác. Và các bạn chỉ cần thay đổi một vài thông số cơ bản là máy đã có thể tự động cho ra được biên dạng sản phẩm như mong muốn rồi đó. Ngoài ra đối với các biên dạng gia công phức tạp hơn thì nó còn có thể nhập file, chi, code cho máy gia công. Về phần tụ điện của máy thì ở đây máy sử dụng các linh kiện rất là nổi tiếng như là biến tần của Innovent, hệ thống điện của Siemens và các linh kiện khác, cho ra tính ổn định và độ chính xác rất là cao. Vậy như các anh chị đã thấy thì chiếc máy khoan ngang CNC SMXK 2500-2HD CNC cực kỳ phù hợp cho những mục đích như là khoan chốt cam, phay mộng dương, phay mộng âm, phay bản lề, ổ khóa cửa vân vân và may. Vì vậy chiếc máy này đặc biệt phù hợp cho những công xưởng làm nội thất nhỏ và vừa vì cái tính đa năng của nó đúng không các anh chị? Vì vậy thay vì chúng ta sắm thật là nhiều máy cho công sự của mình thì tại sao chúng ta không đầu tư ngay một em máy khoan dạng này, thì mọi thao tác công đoạn chúng ta đều có thể thực hiện ngay trên một dòng máy luôn. Và các anh chị có thể gọi ngay hotline bên em nha, 0903 600 113, hoặc là website quốc duy.com.vn. Rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.